Xin chào các bạn. Hôm nay ngày cuối tuần, nhân dịp ngày lễ nghỉ nữa, cho nên mình có chút thời gian rảnh rỗi và mình vào bếp làm món chè bánh lọt. Và để chuẩn bị làm món chè bánh lọt cho người thân trong gia đình thưởng thức thì chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu 150g bột năng, 60g bột gạo tẻ, màu cốt lá dứa cho phần bột lọt. Phần đậu xanh thì chúng ta có ở đây là 250g đậu xanh đã được ngâm nở mềm, 200g đường cát trắng kèm theo một gói đường vanilla và một chút xíu muối ăn. Bên này phần cốt dừa thì gồm có nước cốt dừa và sữa kèm theo với cả 250g đường cát trắng, dừa nạo, lạc rang giã sơ. Ở bên này mình đã chuẩn bị sẵn là 820ml nước lạnh và một cái xong sạch để chúng ta bắt đầu làm chè bánh lọt. Nước các bạn đổ vào xong, phần bột năng và bột gạo chúng ta chút vào trong phần nước. Chúng ta dùng phới quậy tan. Tiếp đến chúng ta cho phần màu cốt lá dứa. Các bạn sử dụng cốt lá dứa thì rất là thơm nhé. Và nó màu nó lên rất là đẹp. Mình không có dùng màu thực phẩm, mình dùng màu cốt lá dứa. Các bạn cho độ vừa phải, đến khi nào mà có độ xanh mà các bạn thích là được. Các bạn quậy đều lên và chúng ta để cho bột nghỉ một lúc khoảng độ 15-20 phút. Và trong khi chờ đợi bột nghỉ thì chúng ta làm phần đậu xanh. Chúng ta cho phần đậu xanh vào xong và chúng ta đổ nước ngập mặt đậu xanh khoảng độ một đốt ngón tay nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Và các bạn đun cho phần đậu xanh nó chín nhừ nhé các bạn. Và cạn bớt nước. Khi phần đậu xanh sôi bùng lên thì các bạn hạ lửa nhỏ để cho nó chín từ từ. Trong quá trình nấu mà nó vẫn chưa mềm nhừ mà nó đã cạn nước rồi thì các bạn chế thêm một chút nước, từng chút một nhé. Và bây giờ mình sẽ cho sang bếp bên cạnh để chúng ta đặt cái phần nồi bột năng lên đây. Chúng ta quậy đều và chúng ta nấu chín. Các bạn liên tục quậy cho phần bột năng nó sẽ chín từ từ nhé. Trong suốt quá trình nấu thì các bạn liên tục quậy như thế này. Đến khi nào bột nó chín đặc lại thì thôi, thì các bạn tắt bếp, các bạn cho ra. Trước khi chúng ta quậy như thế này thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước đá thật lạnh để chút nữa chúng ta làm tiếp theo công đoạn cho phần bánh lọt này. Bây giờ phần bột năng nó đã vào giai đoạn là nặng tay rồi thì các bạn quấy đều tay và các bạn hạ nhỏ lửa xuống. Chúng ta cuộn liên tục. Đó, phần bột năng bắt đầu nó đã quánh lại rồi như thế này. Và chúng ta quậy 1-2 vòng nữa thì chúng ta sẽ cho ra khỏi bếp. Đó, nó dẻo một khối như thế này các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho phần bột bánh lọt này ra ngoài chúng ta ép nhé. Chúng ta mở vòi nước lạnh liên tục như thế này. Nếu các bạn ở Việt Nam ấy thì các bạn sử dụng bằng nước đá nhé, bởi vì Việt Nam nóng, nhưng mà bên này thì nước lạnh nó đá lạnh sẵn rồi, mình chỉ việc sử dụng cái nước lạnh mở vòi liên tục như này. Các bạn cho phần bột lọt vào trong cái khuôn để chúng ta ép. Chúng ta cho đầy cái khuôn này, chúng ta ép luôn khi nóng và khi chúng ta nhấc ra khỏi bếp là chúng ta mang đi ép luôn. Và bây giờ mình sẽ cho cái khuôn ép vào đây. Các bạn vặn chặt nắp lại. Và bây giờ chúng ta sẽ ép cái phần bột lọt này xuống. Tùy các bạn thích ngắn hay dài thì các bạn để cho nó sợi dài. Mà không thích dài thì ngắn thì các bạn lấy tay các bạn cắt nó ra. Và chúng ta lại tiếp tục ép nó xuống. Và như vậy chúng ta đã được mẻ bánh lọt đầu tiên. Và chúng ta ngâm trong nước lạnh như thế này nhé. Và chúng ta tiếp tục ép cho nó hết cái phần bột ở trong xoong. Và đây là
thành phẩm bánh lọt mình đã ép khuôn xong. Các bạn liên tục xả nước để cho cái bánh lọt nó thật nguội và giòn. Và các bạn cứ để ngâm trong nước này cho nó được giòn, được cứng nhé. Và khi nào chúng ta bày ra cốc chúng ta mới đổ ra rổ để cho nó ráo nước. Phần đậu xanh lúc này cũng đã chín nhừ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đổ phần đường này vào đây, cũng như là một gói đường vanilla. Chúng ta đổ vào đây. Chúng ta đảo đều lên và chúng ta đun cho nó cạn bớt một chút nữa, nó đặc sệt lại một chút nữa thì chúng ta sẽ tắt bếp. Và chúng ta đã hoàn thành xong phần đậu xanh. Và bây giờ chúng ta đến phần nấu nước cốt dừa cho phần bánh lọt đậu xanh. Mình sẽ đong vào đây là 800ml sữa tươi. Các bạn sử dụng sữa tươi không đường, loại béo nhất, để cho phần nước cốt dừa của chúng ta nó béo và nó ngon. 400 và tiếp 400 nữa là 800ml. Mình sử dụng 400ml nước cốt dừa, tương đương với một lon nước cốt dừa nhé các bạn. Chúng ta cũng đổ vào nồi như thế này. Và đường chúng ta cũng cho vào đây. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối ăn. Và các bạn quậy đều lên cho nó tan đường. Ở đây là 4 muỗng canh bột năng. Các bạn cho nước vào khoảng độ trên lưng bát con nước như thế này nhé. Và các bạn quậy đều. Các bạn cũng đổ vào phần hỗn hợp nước cốt dừa và sữa tươi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho lên bếp nấu nhé. Trước tiên các bạn cho lên bếp và bật bếp nấc to nhất để chúng ta đun cái phần nước cốt dừa này. Các bạn cũng thỉnh thoảng phải quậy đều cái phần nước cốt dừa, không thôi là nó bén cái phần bột năng ở dưới và nó sẽ khét phần nước cốt dừa của chúng ta, sẽ không được thơm ngon nữa và nó không còn giữ được màu trắng của nước cốt dừa nhé các bạn. Khi các bạn quấy phần nước cốt dừa nó đã nóng lên như thế này, bốc hơi lên, thì các bạn giảm nhỏ lửa xuống. Chúng ta không để nấc to nữa mà chúng ta giảm nhỏ lửa xuống nấc trung bình hoặc nhỏ hơn một chút xíu nữa. Lúc này nước cốt dừa của chúng ta đã chuẩn bị được nhé các bạn. Nước đã sánh đặc lại. Nó không đặc quá mà nó đặc thì sánh và lỏng lỏng ra. Thì chúng ta để nguội thì cái nước cốt dừa nó sẽ đặc lại một chút thì sẽ vừa nhé các bạn. Các bạn không nên nấu nước cốt dừa sôi mà các bạn chỉ nấu cho nó nóng già như thế này, và không sôi hẳn nhé các bạn, gần như là sôi, chớm sôi thôi thì nó sẽ không bị tách dầu và không bị lợn cợn. Và như vậy là phần nước cốt dừa của chúng ta đã xong. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và để nước cốt dừa nguội. Và bây giờ mình đã quay trở lại bàn cùng với món chè bánh lọt đậu xanh nước cốt dừa. Ở đây là những cái ly mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn múc đậu xanh vào trước. Lấy lượng vừa phải, tùy các bạn thích ăn nhiều nguyên liệu thì các bạn lấy nhiều, mà ít thì các bạn lấy ít, tùy theo sở thích của các bạn. Và mình đã cho phần đậu xanh lên dưới, vì cái phần đậu xanh này vẫn còn hơi mấm cho nên là nó có cái hơi ở đây. Và tiếp đến là phần bánh lọt. Và bây giờ mình sẽ múc phần nước cốt dừa. Và ở đây phần dừa nạo, bạn cho một ít lên đây. Và ở đây tiếp theo nữa là phần lạc giã rỗng, giã rang thơm. Nào, các bạn thấy có hấp dẫn không? Và chúng ta đã trình bày xong một ly chè bánh lọt đậu xanh nước cốt dừa. Và chút nữa chúng ta ăn, chúng ta sẽ cho đá. Và bên phần cốc này mình cũng bày thêm một cốc nữa.
Khi ăn các bạn chỉ cần cho thêm một chút đá bào vụn hoặc là đá viên vào thì các bạn thưởng thức thôi. Bây giờ cho đá vào và mình nếm thử phần chè đánh lọt đậu xanh này nhé. Các bạn quậy cho đều phần bánh lọt cũng như là đậu xanh ở dưới lên và phần nước cốt dừa này chúng ta thưởng thức. Wow, rất là ngon. Chúng ta đợi cho đá nó tan ra một chút thì nó sẽ lỏng ra một chút, nó ăn sẽ rất là mát và rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ nếm thử. Rất là mát, rất là ngon. Chúng ta cho nhiều đá một chút.